Đi vào đền thánh, chúng ta bước lên năm thềm gạch, tượng trưng cho năm bậc tu hành: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Qua khỏi năm thềm gạch, phía bên trên cửa vào có bàn tay đúc bằng xi măng đang nắm cán cân, tượng trưng cho sự công bình. Bàn tay Thượng Đế cầm cân công bình đo tội phước của chúng sanh. Hai bên cửa chính vào bên trong đền thánh có hai câu đối bằng chữ Hán. Chữ Hán phía bên mặt nghĩa là: hiệp nhập cao đài, bá tánh thập phương quy chánh quả. Còn câu bên trái nghĩa là: thiên khai huỳnh đạo, ngũ chi tam giáo hội long hoa. Hai câu đối này ý nghĩa như sau: chúng sanh mười phương quy sùng bái đạo cao đài, trời khai huỳnh đạo, để năm chi gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo và tam giáo gồm Phật đạo, tiên đạo và thánh đạo đến dự hội long hoa. Mục đích cảnh tỉnh chúng sanh hướng về chánh lý tu niệm cho kịp hội long hoa. Xem xong mặt tiền của hiệp thiên đài, chúng ta bước vào bên trong, đến tịnh tâm điện, nơi dùng để cho tín đồ ngồi tịnh tâm, tịnh dưỡng tinh thần trước khi vào chầu lễ Đức Chí Tôn. Ngay trước mặt trên vách của điện có bức hình họa Tam Thánh: Nguyễn Bình Khiêm, thánh danh Thanh Sơn Đạo Sĩ; Victor Hugo, thánh danh Nhiệt Tâm Chân Nhân; Tôn Dật Tiên, thánh danh Tôn Trung Sơn. Ba vị này giáng cơ xưng là Tam Thánh ở Bạch Vân Động. Hai vị viết trên tấm bảng hòa ước giữa trời và người như sau: Đức Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm viết câu Hán văn và Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân viết câu Pháp văn ý nghĩa như sau: thiên thượng thiên hạ, bác ái công bằng. Đức Tôn Trung Sơn cầm nguyên mực tàu có hào quang chiếu sáng. Bức tượng này có nghĩa là Tam Kỳ Phổ Độ là cơ quan trời người hiệp một và đệ tam hòa ước giữa Đức Chí Tôn và nhân sanh, khuyên nhủ chúng sanh thực thi lòng bác ái và sự công bình để được về hiệp nhất cùng Đức Chí Tôn. Qua khỏi tịnh tâm điện, chúng ta thấy có ba pho tượng ngự trên ba tòa sen, được xiết liền nhau bởi một con rắn khổng lồ. Nếu chúng ta nhìn kỹ, con rắn này có bảy cái đầu, gọi là thất đầu xà, tượng trưng cho thất tình, nhưng chỉ có ba cái đầu hướng lên phía sau pho tượng chính giữa, tượng trưng cho hỷ lạc ái, và bốn cái đầu hướng xuống phía trước, tượng trưng cho nộ ai ố dục, là bốn tình cảm xấu trong thất tình. Phía sau pho tượng chính giữa có khắc chữ Hán tự, là một chữ khí rất to, tượng trưng cho khí sanh quan châu lưu khắp càn khôn vũ trụ. Pho tượng chính giữa là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, mặc đại phục bộ giáp, đầu đội kim khôi, thể tam sơn giống như chĩa ba ngạnh, tượng trưng trưởng quản tam thiên, cõi Tây Phương Cực Lạc. Trên đi hia, trên chóp mũi có chữ Pháp viết bằng chữ Hán. Ngoài giáp có choàng mãng bào, tay cầm giáng ma sử, ngang lưng cột dây lịnh sắt tam thanh thể hiện sự trưởng quản thể pháp tam giáo nơi mình, và thả mũi dây lịnh sắt ngay giữa bụng thể hiện quy nhất bí pháp và thể pháp. Pho tượng bên trái của Đức Hộ Pháp là pho tượng Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, mặc đạo phục toàn trắng, ngoài mặc chiếc áo lá màu xanh có viền chỉ tuyến bạc, đầu đội thanh cân tức bao đảnh xanh, lưng mang dây thần thông nghĩa là một đường lụa đỏ, và nịt dây lệnh sắt y như của Đức Hộ Pháp, sau mũi dây thả ngay bên trái, nơi lưng dắt cây thư hùng kiếm bí pháp tạo thế và chuyển thế, tay phải cầm cây phất chủ thể đưa thế vào cho hộ pháp, tay trái nắm sâu chuỗi từ bi thể dâng đạo cho nhân sanh, chân đi giày vô ưu màu trắng, trước mũi có chữ thế viết bằng chữ Hán. Pho tượng bên mặt của Đức Hộ Pháp là pho tượng Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, mặc đại phục toàn màu trắng, ngoài mặc áo lá màu xanh có viền chỉ tuyến bạc, đầu để trần, chân mang giày vô ưu màu trắng, trước mũi có chữ đạo viết bằng chữ Hán tự, lưng buộc dây lịnh sắt như của hộ pháp nhưng thả mối bên phải,
tay phải cầm Long Tu Phiến. Trên đầu Long Tu Phiến ngay giữa có phất chủ để quạt đưa chân hồn vào tam thập lục thiên, nghĩa là vào thiên vị. Tay trái nắm sâu chuỗi từ bi thể dâng đạo vào cho hộ pháp. Dưới ba tòa sen có năm bậc thang hình bán nguyệt, bốn bậc chót dưới là nơi 12 vị thời quân chức sắc hiệp thiên đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn. Hai bên tượng Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh có hai câu liễn. Câu thứ nhất trên vách sau lưng Đức Thượng Sanh là: Phạm giáo tùy nguyên cứu thế độ, nguyên hành chánh pháp. Câu thứ nhì trên vách sau lưng Đức Thượng Phẩm là: Môn quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chân truyền. Qua khỏi ba pho tượng Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm và Đức Thượng Sanh là cửu trùng đài, gồm có 9 tầng, tượng trưng cho 9 phẩm thần thánh tiên Phật của 9 tầng trời như trong thánh ngôn của Đức Chí Tôn. Thầy có cửu trùng thiên để lập vị cho cửu phẩm thần thánh tiên Phật. Phật mẫu thì có bát cảnh cung để mà ung đúc cho bát hồn vận chuyển. Hai bên cửu trùng đài mỗi bên có 9 cột rồng xanh tượng trưng cho thần thánh tiên Phật. Có tất cả 28 cột rồng bên trong đền thánh tượng trưng cho nhị thập bát tú, tức các đấng thần thánh tiên Phật, chầu Đức Chí Tôn nơi Bạch Ngọc Kinh. Rồng há miệng tượng trưng khẩu phát ngôn, như thần thánh tiên Phật ban lời vàng tiếng ngọc cảnh tỉnh chúng sanh. Ở giữa cửu trùng đài có một cặp rồng, hai bên hả miệng phun ra 6 tia đỡ giảng đài, dùng để chức sắc thuyết đạo và cũng là nơi hai vị chức sắc đứng điều khiển bộ lễ cúng đàn. Kiến trúc giảng đài lấy theo sự tích của vua Phò Dư. Vào thời nhị kỳ phổ độ, Đức Khổng Phu Tử đến nước của vua Phò Dư bị nhà vua bắt giam 2 năm. Khi thả Đức Khổng Phu Tử, nhà vua cấm nhạc không được cho ngài trở lại. Vua liền ra 6 điều: mắt ta không muốn trông thấy Đức Khổng Phu Tử, tai ta không muốn nghe Đức Khổng Phu Tử, mũi ta không chịu hơi hôi tanh của Đức Khổng Phu Tử, lưỡi ta không thích nói chuyện với Đức Khổng Phu Tử, thân ta không muốn gần gũi với Đức Khổng Phu Tử, ý ta không muốn Đức Khổng Phu Tử trở lại. Nếu cãi lệnh ta sẽ ra hình. Nên trong 6 tia trong miệng rồng phun ra tượng trưng lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân ý. Bởi vua Phù Dư vô đạo nên trời phạt trong nước phải bị thiên tai hạn hán. Vua bèn lập một cái đài cầu nguyện. Vua quỳ dưới đài cầu nguyện thấu đến Ngọc Hư Cung, nên Đức Chí Tôn sai ông Hứa Chân Quân xuống đứng trên đài cho biết rằng vì nhà vua vô đạo bạc đãi thánh hiền nên trời phạt. Nếu muốn được mưa hòa gió thuận thì hãy qua nước lỗ cầu Đức Khổng Phu Tử về mở trường dạy dân. Không bao lâu trong nước mưa hòa gió thuận, an cư lạc nghiệp. Vì vậy giảng đài được xây trên con rồng há miệng phun ra 6 tia là để kiềm chế lục căn và các vị chức sắc giảng đạo hướng dẫn chúng sanh để tu hành thoát cảnh trầm luân. Trên nóc cửu trùng đài được xây thành 9 vòng trời tượng trưng cửu thiên khai hóa. Mỗi vòng trời có chạm 6 con rồng như trong câu kinh: thời thừa lục long du hành bất tức. Ấy là 9 cõi trời, mỗi cõi có 6 rồng tuần du và báo cáo động tĩnh cùng Bạch Ngọc Kinh. Đến bậc trên cùng cửu trùng đài có 7 chiếc ngai mạ vàng chạm hình long lân phục. Kiến trúc của 7 chiếc ngai này do theo lời của Đức Chí Tôn dạy cho một vị chức sắc như sau: Kiệt, thầy giao cho con phải chăm sóc, muốn thợ làm 7 cái ngai, một cái trọng hơn cho giáo tông, 3 cái cho 3 vị trưởng pháp, 3 cái cho 3 vị đầu sư. Nhất là cái ngai của giáo tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ tứ linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm 2 con rồng, còn của trường pháp chạm 2 con phụ, của đầu sư chạm 2 con lân. Ở bậc này hai bên có 2 hàng bát biểu và tàng lọng
Đây là các biểu pháp của tám vị tiên. Qua khỏi chín bậc cửu trùng đài là bậc thứ 10 gọi là cung đạo. Cung đạo là nơi các vị chức sắc hiệp thiên đài đến để thông công với các đấng thiêng liêng và các chức sắc đến để dâng sớ lên Đức Chí Tôn. Trong các thời cúng cũng như các buổi lễ đàn, như chúng ta thấy hình Đức Hộ Pháp đang quỳ dâng sớ nơi cung đạo. Trên nóc của cung đạo là vòng trời có đúc hình thiên nhãn, hình Đức Cao Thượng Phẩm và các phương tiện khác nhau để thông công cùng thế giới vô hình như Sâm Tiểu Ngọc Cơ, Xây Bàn Đại Ngọc Cơ, Chấp Bút, v.v. Trước cung đạo có hai cột rồng vàng, và giữa hai cột rồng phía trên có một tấm diềm đúc bằng xi măng có tạc hình các đấng giáo chủ của tam giáo như Đức Phật Thích Ca, Lão Tử và Khổng Tử. Tam chấn như Đức Quán Âm, Đức Lý Thái Bạch và Đức Quan Thánh Đế Quân. Dưới Đức Lý Thái Bạch là Đức Chúa Giê-xu và Đức Khương Thái Công. Ở chính giữa từ Đức Phật Thích Ca trở xuống là Ngũ Chi Đại Đạo. Đức Phật Thích Ca tượng trưng cho Phật Đạo, Đức Lý Thái Bạch tượng trưng cho Tiên Đạo, Đức Chúa Giê-xu tượng trưng cho Thánh Đạo, Đức Thái Công tượng trưng cho Thần Đạo, Đức Giáo Tông tượng trưng cho Nhân Đạo. Hai lòng căn hai bên ngang với tấm diềm tam giáo và ngũ chi có hai tấm diềm có tạc hình các bậc tiên thánh. Tấm diềm bên trái có tượng Bát Tiên, ở hàng trên có bốn vị cưỡi thú bay và ở hàng dưới có bốn vị cưỡi thú chạy. Bốn vị tiên ở hàng trên từ trái sang phải kể ra như sau: Lữ Đồng Tâm cưỡi chim hạc, Hà Tiên Cô cỡ chim phụng, Hàn Tương Tử cỡ con công, Lam Thể Hòa cỡ chim trĩ. Còn bốn vị tiên ở hàng dưới từ trái sang phải kể ra như sau: Tào Quốc Cựu cỡ con nai, Lý Thiết Quả cưỡi con voi, Hớn Trung Ly cưỡi con beo, Trương Quả Lão cưỡi con lừa ngược. Bức diềm bên mặt có tượng của Thất Thánh, Mộc Cha, Na Cha, Vương Tiễn, Lý Tịnh, Vi Hộ, Kim Cha, Lôi Chấn Tử. Qua khỏi cung đạo, chúng ta sẽ thấy một bàn thờ thờ một quả càn khôn có hình thiên nhãn. Bàn thờ tọa lạc trên một cái đài hình bát giác bằng đá mài có 12 bậc tượng trưng cho thập nhị khai thiên. Số 12 là số riêng của trời đất, tượng trưng với 12 thời quân điều hành vũ trụ cũng như điều hành trái đất chung quanh mặt trời trong 12 tháng. Hình bát quái tượng trưng cho sự biến hóa của càn khôn vũ trụ từ khí hư vô sanh ra lưỡng nghi, tức là âm và dương. Lưỡng nghi sanh ra tứ tượng rồi biến sanh ra bát quái, bát quái biến hóa vô cùng sanh ra càn khôn vũ trụ. Lập bàn thờ hình bát quái tượng trưng cho cơ sanh hóa, quả càn khôn tượng trưng cho vũ trụ, trên đó có khắc 3000 tinh tú và 72 quả địa cầu. Trên hết có ngôi bắt đầu, nơi đó ngôi thiên nhãn tượng trưng cho Đức Chí Tôn. Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên giả, ngã giả. Nghĩa là mắt là chủ tâm linh con người, hai luồng sáng là thần, thần là trời, trời là ta vậy. Như vậy,
Thờ Thiên Nhãn tức là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hay gọi là Cha Trời hoặc còn gọi là Đấng Tạo Hóa, và còn nhiều danh xưng khác tùy theo mỗi dân tộc. Thờ Thiên Nhãn có kính cách đại đồng cho tất cả mọi tôn giáo và sắc tộc. Đức Chí Tôn có dạy thêm: Thầy đến đặng huyền nguyên chân thần cho các con đặng đắc đạo. Con hiểu thần cư tại nhãn, bố trí cho chư đạo hữu, con hiểu rõ. Phía dưới quả càn khôn là bàn thờ đóng bằng gỗ theo hình bát giác, có tám cạnh đều nhau. Trên bàn thờ này có đặt nhiều long vị bằng chữ nho, sơn son thép vàng, thờ các đấng giáo chủ. Tam chấn mà chúng ta đã thấy trên tấm diềm nơi cung đạo. Ngoài ra còn thờ các thánh tử đạo. Quanh bàn thờ tám cạnh có đặt tám con rồng màu trắng bạc, hay còn gọi là bạch long. Đầu của mỗi con hướng ra ngoài. Phía bên ngoài bàn thờ có tám cột rồng vàng chia đều tám hướng, và mỗi đầu rồng hướng vào trong bàn thờ. Bây giờ chúng ta trở lại lầu một Hiệp Thiên Đài. Nơi này có bàn thờ chích sắc Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài, gồm có Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân. Lầu một này gọi là lầu Hiệp Thiên Đài. Lầu trên chót gọi là Phi Tưởng Đài. Khi xưa Đức Hộ Pháp cùng Đức Giáo Tông lên thông công cùng Đức Chí Tôn và các đấng thiên liêng quyết định những điều quan trọng trong nền đạo, nên Phi Tưởng Đài còn được gọi là Thông Công Đài. Phần thăm viếng bên trong đền thánh tạm xong, bây giờ chúng ta trở ra phía bên ngoài để tham quan phía bên hông và phần sau cùng của đền thánh.